Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay hiện tại thì mình đang có mặt tại cổng chờ nha mọi người ơi. Và trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để có thể team up thành công 100%. Ok, thử coi. Bây giờ thì các bạn hãy cứ đấm tay cái đã nào. Bạn ơi, team up không bạn ơi? Bạn ơi, team up không vậy? Đậu xanh. Trời ơi, thái độ bắn kính này là không muốn hợp tác team up rồi nha em ạ. Nên là phải giết luôn, không cho các bạn ấy đẻ trứng. Tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em luôn cái cách nhận biết là cái bạn nào mà cũng có ý định team up với anh em. Ok, team up không nào các bạn ơi? Mình đang nghe thấy những cái tiếng bắn súng rất là gần. Và mình muốn team up thì các bạn chỉ cần đấm tay thôi, nó sẽ tạo ra những cái tiếng kêu. Và nếu như kẻ địch nghe thấy và muốn team up thì tất nhiên là các bạn ấy sẽ chơi team up với bạn mà thôi. Ok, hình như là ở trên tầng có người phải không anh em ơi? Tôi nghĩ là như vậy, có phải không vậy? Được, mình sẽ vòng qua lối này cái đã nhỉ. Ui, các bạn ấy đang bắn súng rất là căng. Với những cái trường hợp mà bắn súng căng như vậy thì anh em chắc chắn là không thể team up được rồi. Ui, đậu xanh, đậu xanh. Với cả những cái tên nhân thủ nhà mà cầm sẵn súng như này thì có team up bằng niềm tin. Anh em vừa chạy lên có khi là đã bị sấy sập mặt mũi rồi anh em ạ. Đấy là những cái dấu hiệu mà các bạn không thể team up. Và đây, thanh niên chạy lên cầm sẵn súng căng như vậy luôn nha. Team up với những thanh niên này rất là khó. Team up thì các bạn nên là thử đối thủ ở xa nha. Khi mà ở xa ấy, thì các bạn hãy như kiểu là đấm tay liên tục và đối thủ nghe thấy sẽ chạy đến gần với các bạn. Chứ còn là mấy ông mà gần gần như này, các ông mà chạy vào cho nó lại bắn chết luôn chứ lại. Ok, rất là nhanh chóng, đơn giản thì mình cũng đã có được 3 mạng. Đây ok. Nào, team up không bạn ơi? Team up không phải thiên nhiên. Thôi bắn bạn ấy đã. Đấy, sau đó là anh em biết sẽ làm gì không? Chúng ta sẽ vứt máu cho thanh niên này để tỏ lòng, tỏ cái ý định muốn team up. Được chưa bạn ơi? Máu kia ăn đi bạn. Sorry, lúc nãy là mình bắn lộn thôi nha. Ok, thế là xong. Như vậy là mình đã có một người đồng đội để có thể chơi team up cùng mình. Leo top 1 dễ dàng hơn. Nào bạn ơi. Hey, let go. Theo mình. Ok, thanh niên này không biết là đang làm gì nữa, hình như là đang lút xa mà thôi. Ông ơi, xuống dưới thôi ông. Ở trên làm cái gì nữa vậy hả? Đây ok. Bạn ơi, theo mình. Ở đây là mình thấy là có một chiếc xe thể thao màu đen hai chỗ. Nên là tôi với ông sẽ lên cái con xe này luôn nha. Lên luôn sao phải ngại. Đây, và hiện tại thì mình với thanh niên này sẽ tiếp tục đi săn người. Đây là cái cách mà mình đã team up thành công. Và nếu như anh em muốn làm cho những cái trận đấu nó trở nên vui vẻ hơn và không nhàm chán thì hãy áp dụng những cái cách mà mình đã chỉ anh em nha. Thật ra thì ngoài đấm tay anh em có thể là gạ dao gạ chảo cũng được. Chắc chắn là nhiều anh em cũng biết được rồi, nhưng mà hôm nay cơ bản là trong video này mình giới thiệu cho anh em cái hướng dẫn, tức là anh em nhận biết là kẻ địch có muốn là team up hay không. Và trong trận đấu của chúng ta hiện tại còn lại có 19 thanh niên nữa mà thôi. Để coi, ở đây có ai không nhỉ? Chưa thấy ai cả mọi người ạ. Cơ bản là rất là vắng luôn. Nào, chúng ta hãy cứ thử lượn lờ coi xem là có thằng nào hay không. À, thấy rồi nhá, kia hả? Xuống xe, xử luôn thanh niên. Uầy, headshot luôn. À, không phải headshot thì phải anh em ạ. Nhưng mà mình đã sấy thành công bạn ấy luôn. Úi dồi ôi, hình như là ông này vẫn đang còn cay cái vụ lúc nãy. Lúc nãy mà tôi sấy đạn vào người ông ấy, nên là ông ấy vừa bắn nổ thùng xăng. Chắc là định chơi lại tôi đi cơ mà. Ok, rất là nhiều trang bị ngon, nhưng mà trước hết là mình sẽ bơm máu cái đã. Không là ông kia ông về nhầm súng một phát là tôi đai luôn anh em ạ. Team up là các bạn phải hết sức cẩn thận, lúc nào cũng phải đầy máu nha. Với lại thì khi mà các bạn bắn, các bạn là cách xa cái kẻ địch mà các bạn cùng team up. Như vậy thì nó sẽ đỡ bắn vào người kẻ địch hơn. Nếu không mà chỉ cần vê xuống một phát là thôi xong, cái bạn team up với chúng ta sẽ tiêu đời luôn. Cơ bản là vì Free Fire nó có cái cơ chế auto aim, nó tự bắn vào những cái mục tiêu ở gần trước. Đấy, nên là anh em chơi team up là phải hết sức cẩn thận. Rồi, đây bạn ơi, để mình lái xe cho. Hiện tại thì với những cái trường hợp mà anh em chơi team up như thế này thì sẽ không bị nhà phát hành xử phạt nha. Cơ bản là vì là Free Fire nó chưa có cái luật để xử phạt về cái mà các bạn chơi team up. Đấy, nên là cứ thoải mái mà chơi thôi nha em ạ.
đây đổi qua xe mới. Xe này nó mới hơn, nên là chúng ta sẽ đi con xe này. Xe kia thì nó lại hơi nát một tí. Ok, chạy theo lối này thôi nha em ơi. Ok, let's go. Anh em có thể thấy được rằng là hiện tại chỉ còn lại có 15 thanh niên nữa mà thôi. Cố gắng kiếm top 1 cái nhỉ các ông. À mà thật ra thì cái việc top 1 hay top 2 là chúng ta phải xem là cái bạn team up của chúng ta có chơi xấu hay không. Như kiểu là giết xong tất cả, còn mỗi hai đứa mà bạn ấy bắn mình trước thì thôi xong. Chúng ta đành phải chấp nhận cái vị trí top 2 vậy. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ lượn lờ ở trên này coi. Trên này nó có một cái UAV. Ok, let's go. Lên luôn, sao phải ngại. À thấy rồi nha, có một thanh niên ở ngay phía trước mặt chúng ta luôn. Ui, cũng chạy xe cả. Úi dồi ôi, tôi lái xe ngáo rồi công ạ. Như này là xe bị mắc kẹt rồi. Ui, đậu xanh. Ok ok mọi người ạ, từ từ. Sau đó là chúng ta sẽ phi xuống dưới. Ui, vẫn bị kẹt. Úi dồi ôi, chán quá cơ. Tại sao lại bị kẹt như này vậy nhỉ anh em? Thật sự là quá chán đời luôn. Ok, chúng ta sẽ phi thẳng theo cái hướng 240. Đây, cơ bản là vì bên dưới nó có tận 2 thính cơ mà, nên là chúng ta lựa thính nào thì cũng được luôn nha mọi người. Ngon nhỉ anh em. Chạy qua luôn sao phải ngại. Đây, với chiếc xe màu xanh dương hai chỗ này thì chúng ta có thể đến với thính rất là nhanh. Chứ còn là anh em đi bộ là mút mùa hoa chuối luôn. Ơ kìa, thằng nào? Thanh niên quần đỏ hả? Ui, Kelly quần đỏ hả? Úi dồi ôi, bay xa thế em. Bay xa quên mất lối về luôn hả em? Ok, loot thính cái đã. À, mình đã có được giáp level 1. Và kiểm tra cái xác thật này coi. Ui, thế như là nó vừa lượm được giáp 3. À đâu, giáp chống nổ, quá ổn luôn. Ui, hẳn là giáp chống nổ 4.5 luôn cả. Ngon. Anh em có thể nhìn thấy cái ký hiệu màu trắng ở trên cái giáp chống nổ là đã được nâng cấp rồi nha. Ngon. Đây mọi người, sau khi mà loot đồ xong xuôi thì anh em lại từ từ. Và chúng ta sẽ cẩn thận lên xe và chờ cái người mà các bạn chơi team up lên xe luôn. Bạn ơi lên xe hộ mình với. Lên xe nhanh nào để chúng ta cùng chơi tiếp nào ông ơi. Ok. Ở doanh trại này tôi không biết là có ai hay không, nhưng mà chúng ta hãy cứ thử tìm kiếm thôi. Có thể là sẽ có người hoặc là không. Uầy, có vùng đen gờ cả. Nguy hiểm vậy anh em. Căng vậy mình sẽ chạy theo cái gì ở vùng đen gờ nhá. Chúng ta không nên chạy thẳng vào vùng đen gờ làm gì. Ơ, bạn ơi, tại sao bạn lại xuống xe vậy hả bạn ơi? Úi dồi ôi, cái đậu xanh thiên nhiên đang đi cùng mình tự nhiên thích xuống xe anh em ạ. Nên là tôi kệ, có lẽ là mình sẽ kệ bạn ấy mà thôi. Chắc là xuống để loot cái đồ gì đó mà thôi nha em ạ. Nào, lượn lờ qua khu này coi. Ở đây, có người nha các bạn. Có người nha các bạn. Hình như là nó ở trên tầng 2 phải không vậy? Trên tầng 2 phải không vậy? Uầy, đâu rồi em ơi? À đây à? Uầy, đây à thanh niên. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Bắn căng vậy, sấy căng vậy. Vâng, như vậy là kể cả là bắn căng hay là sấy căng thì bạn ấy cũng đã phải rời khỏi trận đấu. Mình xin chia buồn với bạn nha. Ok, có một cái ống ngắm modic nữa cả. Ok ok, mình sẽ trang bị cái ống ngắm modic vào để chơi cho nó ngon. Rồi, ống ngắm modic này trang bị luôn vào ska, quá ổn luôn. Đây anh em ơi, chúng ta sẽ gạ dao xem là xung quanh này có ai hay không để chơi team up luôn. Các bạn là vì bạn kia bạn nhảy xuống xe rồi, nên là chúng ta sẽ kiếm người bạn mới để cùng chơi team up. Không có ai cả mọi người ạ, nên là chúng ta sẽ lên xe cái đã. Quay ở ngoài kia, ngoài kia có ngay một đứa các ông ạ. Đây bình tĩnh, lượn lờ qua luôn sao phải ngại đâu. Ui, chạy nhanh vậy ông ơi, đã vào trong nhà rồi cả. Bạn ơi chơi team up của bạn ơi, bạn ơi chơi team up của bạn ơi. Ơ kìa, như này là muốn ra ăn tôi rồi không ạ. Thằng này nó không muốn team up đâu. Cái đậu xanh thanh niên rủ team up thì không thèm chơi cơ. Ok, xấy luôn. Xấy luôn em ạ. Xấy luôn. Xấy luôn. Sao phải tại thanh niên rủ chơi team up không thèm chơi hả? Thế thì cái kết cho bạn sẽ là đai nha. Và đây ra ngoài cái đã anh em ơi. Cố gắng gạ dao xem là khu này còn ai nữa hay không. Chắc là không có ai đâu.
nên là chúng ta sẽ ra ngoài lấy xe và chạy thẳng đến căn nhà Doraemon ở ngay chỗ kia có một đứa nhá. Tiếp tục chạy qua và gạ team up nữa nhỉ anh em. Sao phải ngại, đây mình sẽ đứng ở sau cái hàng rào. Đấy, ngồi xuống, cầm dao đập, gạ team up. Team up không bạn ơi? Bạn ơi, bạn có thích chơi team up không vậy? Chắc là không rồi nha mạ. Thanh niên không có bất cứ một cái phản xạ gì. Đậu xanh. Thế là ông cũng không chơi team up luôn hả? Cái đậu xanh. Từ từ anh em ạ. Như này thì mình sẽ kill nó luôn nha. Cẩn thận cái đầu nhé em. Em ơi cẩn thận cái đầu nhé. Uầy. Cái đầu này headshot luôn. Trời ơi thanh niên. Gạ mãi team up mà không chịu chơi. Bây giờ chết đáng lòng chưa? Ok. Ra lấy xe cái đã nhỉ anh em. Đây xe của chúng ta đây. Còn lại có 3 người chơi nữa mà thôi. Thôi thì chúng ta sẽ cố gắng để tìm ra được cái bạn team up lúc nãy. Tôi nhớ là bạn ấy mặc cái đồ set tù nhân màu cam. Nào chạy thử lượn lờ coi. Có thể là chúng ta sẽ sớm tìm ra bạn ấy hoặc là có lẽ bạn ấy đã die rồi nha mạng. Hello, trên này còn ai nữa anh không nhỉ? Trên này mình chưa thấy ai cả đâu anh em ạ. Vẫn là một cái bầu không khí vô cùng là vắng. À đây, ui, áo cam, mũ cam. Ui, cái bạn chơi team up cùng tôi đây chưa đâu nữa. Ok ông ơi. Thế là bây giờ ông thích đi xe nào? Thích đi xe nào chúng ta sẽ đi một xe. Từ từ đứng dậy cái đã. Quẩy thôi nha em ơi, quẩy thôi. Mình đang dùng một số những cái động tác để tạo ra những cái tình huống funny ở trong bàn đấu anh em ạ. Úi dồi ôi, quẩy các bạn. Nào, quẩy nào. Hình như là ông này không có những cái động tác này rồi nha em ạ. Thế đi thôi mọi người ạ. Lên xe và chơi nữa thôi nha em. Ok, mình sẽ là người lái xe. Này, còn lại có một đứa nữa thôi các ông ạ. Rất là đơn giản, bây giờ 2 cân 1 không chuẩn cũng què. Rất là dễ để cho mình và bạn team up này có thể hạ gục được thằng kia. Cứ lượn lờ coi, xem là có thằng nào dám nổ súng hay không thì kill nó luôn. Việc gì phải ngại hả anh em. Đây, lượn lờ theo lối này thử coi anh em ơi. Không thấy ai cả công ạ. Đậu xanh không hiểu sao vắng thế nhỉ các ông. Thật sự là không thấy ai luôn. Ở đây nó có một con sen nhưng mà mình nhìn qua thì cũng không thấy ai cả. Rồi, chỉ còn lại có một đứa nữa mà thôi nha em. Cố lên nào. Xem là thằng cuối đang ở đâu. Thằng cuối đang ở chỗ nào. Ui, tôi lái xe ngáo chó rồi công ạ. Từ từ cái đã. Từ từ, rồi là chúng ta sẽ vòng lên luôn. À có thính kìa không. Chạy qua lượm thính đã nhỉ. Tôi là tôi rất là ham thính. Vì thế nên là thính nào mình cũng cố gắng để mình chạy qua lượm. Nào xem là ở trong cái thính này thì chúng ta sẽ có thêm được cái súng gì đây mọi người ơi. Uầy đồ ra quá ngon luôn. Ok. Lên xe đã nhỉ mọi người. Nào thử lượn lờ coi. Xung quanh này thì còn thằng nào không vậy hả. À chỉ còn có một đứa duy nhất mà thôi. Ở đây thì không có rồi nha mạ. Có thể là bạn ấy đang ở phía thung lũng chẳng hạn. Nào, có phải là bạn đang ở thung lũng không vậy hả. Đây mình đang chạy rất là nhanh. Thanh niên có biết là có dám sấy hay không. Nào tôi mong là ai đó sấy xe tôi đi. À đây, ui dồi ôi Joker Nam. Làm gì trong này vậy hả. Ui, làm gì trong này vậy hả. Cho bạn xử nó luôn. Ok xong. Đơn giản không mọi người. Như vậy ở trong cái ván đấu này thì chỉ còn lại có hai người là mình và cái bạn áo cam quần cam mũ cam này nha anh em. Đấy cặp đôi team up có khác. Có hai cái ba lô giống hệt nhau. Đây ok. Bây giờ tôi sẽ vứt hết đồ anh em ạ. Để tí nữa sẽ solo tay với bạn này luôn. Đây mình đang cố gắng vứt hết đồ luôn. Đồ có bao nhiêu vứt hết luôn. À mình sẽ để lại túi cứu thương cho anh em. Tí nữa còn bơm máu nữa nhỉ. Ok. Vứt luôn 33. Được cho anh em. Mũ giáp thì mình vẫn để lại để cho nó trâu ấy. Hello bạn ơi, ra ngoài đi bạn ơi. Lút đồ cái gì nữa vậy hả. Bây giờ có mỗi tôi với ông thôi mà. Nên là bỏ hết đồ đi ông. Tí nữa tôi với ông solo tay. Như thế cho nó ngầu ông ạ.
Đấy đúng rồi. Vứt hết đồ đi bạn ơi. Cái kia còn cái gậy bóng chày nữa kia, vứt đi. Cứ để phải nhắc mãi. Ui. Vứt gậy bóng chày đi bạn ơi. Ok ok, qua đây. Ra ngoài này solo với tôi ông ơi. Ra ngoài này solo ông ơi. Ơ kìa. Chắc là bạn này quay lại loot thêm từ cái thương. Ok. Cuốn máu đi bạn. Cuốn máu cho đầy đi bạn. Sau đó thì bạn và mình sẽ cùng qua cái vòng bọc cuối này để solo đấm tay luôn nha ông ơi. Xong chưa ông? Quẩy nào nha em ơi. Quẩy lên. Còn lại có mười mấy giây nữa thôi thì bo nó đã thu lại rồi nha em ạ. Nên là chúng ta sẽ vào trong bo trước cái đã. Đây. Vào trong này thôi nha em. Bây giờ là coi như là team up thành công rồi nha em ạ. Và lấy được vị trí top 2. Không có thể là mình kill bạn này và lấy được vị trí top 1 luôn. Hên xui nha em ạ. Nhưng mà cơ hội top 1 của mình nó đã lên đến là 50%. Đây. Mình vừa gọi đồng thính cho nó vui thôi. Cho bo cuối đỡ nhạt nhẽo công ạ. Nên là gọi rôn thính. Nào để coi. Thính ơi, thính ơi, thính rơi lâu vậy hả? Chúng ta sẽ chờ thính rơi nha mọi người. Đây. Mình và bạn này chơi kiểu rất là ngáo, đấm tay lên trời, không biết là để làm gì nữa. Ông ơi, đứng gọn ra coi chừng là thính đẹp một người bây giờ. Nếu mà thính đẹp một người thì quá nhỏ, không, không sao. Thính ở ngoài này cơ mà. Úi dồi ôi, gắt đá thính cả. Gắt vậy anh em. Thanh niên đá thính cả. Gắt quá cơ công ạ. À thính này là AWM. Thôi kệ, nhường cho bạn súng luôn. Mình là mình không cần súng đâu nha. Nào bạn ơi. Solo bạn ơi. Solo nào bạn ơi. Đấm luôn sao phải ngại. Từ nha mày, từ nha mày. Mình lại sợ bạn quá cơ. Mày như là bạn ấy trực là. Ôi, thôi xong rồi. Thôi xong rồi nha mạ. Gạ đấm tay với ông Kla là một sự lựa chọn sai lầm. Nó đấm cho một cái vào đầu. Ui. Còn lại có gần 30 máu cái đậu xanh. Mình ngồi tạm đây mình bơm máu cái đã. Ê bạn ơi đừng đấm mình nha. Thôi xong. Ui dồi ôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.